hiện tượng thúi đít trái sầu riêng ở vườn nào hầu như cũng có, quan trọng là chúng ta quản lý nó có ít có nhiều hay không, và những cái vườn thường rậm rạp nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Quý bà con, chúng ta đang quay lại những video tiếp theo của Hoàng Anh cùng với gọi người kỹ thuật Willow Farm chia sẻ về hành trình sầu riêng của Việt Nam. Khi mà nói về kỹ thuật sầu riêng thì cũng không thể nói là người nào hay người nào dở được, bà con nó cũng thụ thuộc rất là nhiều vào cái sự chuyên cần của cái nhà nông cũng như là thời tiết của bà con. Và cái việc mà trên màn hình bà con đang thấy là nguyên vườn có một hai trái anh Hồng ha, có một hai trái là cái nếu mà hiện tượng mà trái sầu riêng mà nó thúi từ cái đít nó thúi lên như vậy là do nấm tia chớp thô ra nó gây ra. Và bà con chúng ta có thể nè nhìn giúp cho Hoàng Anh nè, nếu mà thúi từ dưới đít thúi lên thì thường nó sẽ ăn sâu ở bên trong, nó làm cho nó đen luôn cái vào bên trong và làm cho cái muối sầu riêng ở gần ở phía dưới cái phần đít bắt đầu nó có hiện tượng, nó xuất hiện hiện tượng chua. Còn đây bên này bà con chúng ta sẽ thấy nè, nó ăn sâu vô nấm khuẩn, nấm phi chốc soda nó ăn sâu vô bên trong mới làm cho cái vỏ của sầu riêng nó cũng bắt đầu nó dị dạng vàng vàng rỉnh nước. Và cái muối sầu riêng, cái hột sầu riêng ha, nó lên men nó chua và nó thúi luôn, có mùi thúi rõ ràng đấy bà con, hồi rất chua nha. Rồi mắt mới ăn cái khúc trên xong và ăn về thôi thấy mới ói, đây là trái sầu riêng trường bò và nó bị thúi đít như vậy. Thường vườn nào cũng sẽ bị một hai trái, bị ít hay bị nhiều thôi. Nhưng thì khi mà bà con chúng ta đã cây trái nó đã tượng hình rồi á, trái nó đã tượng hình rồi thì quý bà con chúng ta đối với sầu riêng bà con chúng ta phải quản lý cái phần nấm khuẩn thiệt là kỹ. Và một số cái quý bà con hiện tại bây giờ là nói về cái màu xanh của thằng mang cô Z đó anh Hùng. Nói về cái màu xanh của thằng mang cô Z là để xuất khẩu á, nói với thằng rệp sáp á, là hai cái loại mà đang bị kỵ ở Nhật, số các nước xuất khẩu. Nhưng mà anh thấy là những cái cử mà con chúng ta nếu mà phun siêu giáp hoặc dùng phiêu siêu giáp quản lý nấm khuẩn của Willow Farm nó có màu xanh, nhưng đây không phải là mang cô giáp bà con. Và bà con chúng ta nếu mà phun đúng liều của nó là không phun quá đậm đặc á thì nó vẫn không có sự bám dính trên trái sầu riêng. Và đây là bà con thấy nè, trái này đâu có bị đâu nè, trái này không hề có một cái vết xanh nào hết. Tại vì bà con chúng ta sẽ hỏi ủa sao vườn phun người quản lý nấm khuẩn của Willow Farm mà sao mà vẫn bị nó quanh nó rồi. Nhiều khi điều kiện thời tiết và một số các cái yếu tố bên ngoại vi nó tác động vườn, mà ít nhất cũng mình phải chấp nhận, chủ vườn phải chấp nhận nhiều khi là có một hai trái trong vườn, ba bốn trái trong vườn, tỷ lệ nó tầm khoảng là 0.5 tới 1% là tỷ lệ đó là chúng ta có thể chấp nhận được. Nên là chúng ta cần phải quản lý nấm phi chất thura thật là kỹ trước khi mà chúng ta bắt đầu tiến hành làm trái sầu riêng. Đây bà con thấy nè, nguyên vườn nguyên cây này, nguyên vườn luôn, nãy giờ đi hết tất cả các cây chuồng bò ở đây luôn là mấy trăm trái đó mà chỉ có phát hiện một trái này nó bị thúi đít là do nấm phi chốc soda sự gây ra đây thôi. Và bây giờ là chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta chia sẻ về cách để phòng ngừa nấm phi chốc soda. Nấm phi chốc soda thì bà con chúng ta biết nó ở đâu thì chúng ta xử lý nó đó đúng không? Trước khi chúng ta làm bông chúng ta phải xử lý dùng Hoàng Anh một cái cử thần sấm diệt tiếng trùng để tiêu chúng ta quản lý cái thằng nấm Phytophthora và Fusarium và cả tiếng trùng luôn ở dưới đất. Một chai thần sấm 1 lít như thế này bà con chúng ta pha giúp dùng Hoàng Anh là 800 lít nước và tưới ướt toàn tán luôn anh Hùng ạ. Ướt toàn tán luôn, tưới ra ngoài luôn để tiêu diệt thằng nấm Phytophthora có thể có dưới đất, tạo độ thông thoáng cho vườn, tại vì nấm khuẩn nó sẽ phát triển ở trong những khu vực rừng rậm rạp ẩm độ cao nha. Thì bà con chúng ta tạo độ thông thoáng cho vườn để hạn chế sự phát triển của nấm Phytophthora. Trong quá trình khi mà làm bông sầu riêng ra bông sầu riêng rồi, chúng ta lại tiếp tục quản lý nấm khuẩn ở phía trên bằng thằng siêu giáp. Bình thường là trong giai đoạn sinh trưởng thì bà con chúng ta pha 1 lít siêu giáp này với lại là 400 lít nước. Rồi trong giai đoạn sinh sản bà con quản lý kỹ hơn thì chỉ có pha với 300 lít nước thôi quý vị nhé. Chỉ có pha 300 lít nước là ok. Rồi tới một cái thời điểm khi mà trái non nó đó bắt đầu nó đậu rồi mà nó vượt qua giai đoạn quay diêm, nó cỡ cái trái trứng cút rồi đó, là bắt đầu bà con quản lý nấm khuẩn thiệt là kỹ vô. Nếu mà mưa nhiều quá thì khoảng là 7 ngày chúng ta phải quản lý một lần. Là mà nếu mà vườn bà con rậm rạp quá thì bà con chúng ta có thể kết hợp hai hạt chất là thần sấm diệt tiếng trùng với siêu giáp chung với nhau luôn. Kết hợp hai hạt chất này luôn là một chai thần sấm diệt tiếng trùng kết hợp với lại là nửa chai siêu giáp, tức là 1 lít siêu giáp kết hợp với lại 500ml thần sấm cộng với lại 300 lít nước, và chúng ta phun ướt đều trái và phun ở bên ngoài luôn. Và khi chúng ta pha nó sẽ có một phản ứng nhẹ giống như là chúng ta khui cái lon Pepsi vậy đó bà con, rồi sau đó nó xịp xuống, nó có những cái bọt khí lên sau đó nó xịp xuống, thì bà con chúng ta sẽ phun vào thì nó sẽ không có sẽ hạn chế được tối đa cái việc hiện tượng nấm khuẩn nó xuất hiện. Cụ thể đây là nấm Phytophthora gây ra thối trái. Và vườn là thoáng đãng, cái vườn này thì tầm khoảng 10 15 ngày xịt lần, nhưng tới giai đoạn mà bắt đầu là trái nó lên cơm
Tới giai đoạn bắt đầu trái lên cơm là bà con chúng ta lúc này bà con biết là giai đoạn này cực kỳ nhạy cảm và gần tới đích rồi, chúng ta phải quản lý cho thiệt là kỹ. Thì lúc này là bà con chúng ta là phun liên tục khoảng 4-5 ngày, thậm chí là 7 ngày, thậm chí là 4-5 ngày một lần cái hỗn hợp thần sấm với siêu dép. Và Hoa nhắc lại là mặc dù là thằng siêu dép của Willofa nó cũng có màu xanh giống như mango dép, nhưng nó không phải là gốc mango dép, nó là gốc mango zin nha quý vị nha. Và con pha bu đúng liều là 300 lít nước kết hợp với nửa lít thần sấm, một lít siêu dép cộng với 300 lít nước kết hợp với nửa lít thần sấm là không có bị dính lại cái màu gì ở trên trái hết. Anh Nghi đi sâu vào trong để anh Nghi có thể quay cho quý bà con chúng ta xem. À, cái màu của cái trái mình là không hề dính một cái vết xanh gì trên trái hết. À, chú bà con chúng ta có thể hình dung rõ là không có bị vấn đề gì cả nha. Ok chưa? Đó, thì bà con chúng ta cứ an tâm phòng ngừa nấm Phytophthora bằng bộ đôi diệt trừ nấm khuẩn ở dạng hữu cơ, đó là thần sấm diệt tiến trùng và siêu giáp pha chung với nhau và xịt lên phía trên trái, trong trái và ướt phần tán trong tán ngoài, giúp diều hoàng anh để bảo vệ nấm khuẩn một cách tối đa, và phun trực tiếp vô trái giúp diều hoàng anh luôn. Và khi chúng ta để trái, bà con chúng ta lưu ý chúng ta để cho nó thưa ra, thì khi mà phun xịt thì nó dễ chạm vào nhau, dễ thuốc nó dễ chạm vào trái hơn, thì khả năng ngăn ngừa nấm khuẩn nó sẽ tốt hơn. Khi chúng ta để khích quá cái trái này, nãy là do cái chùm nó khích quá nè, phun lại phun không tác động vô hết nên là nó mới bị bà con, chứ không vườn này là ít bị lắm, không có bị cái vụ thối trái này đâu. À, còn lưu ý giúp dùm Hoàng Anh ha. Thì cái nấm Phytophthora nó gây ra hiện tượng thối trái này rất là thường gặp ở sầu riêng, đặc biệt là quý bà con ở Tây Nguyên. Bà con chúng ta nhiều quá chúng ta quản lý không kỹ không kịp. Và đặc biệt là một số bà con chúng ta đang thấy giá sầu riêng nó quá cao đi, bà con chúng ta để trái nhiều, để trái chùm, để trái cặp, và khi mà phun thì nó phun không có hết, phun không tới nơi, phun không có tới công chuyện, nên thành ra là một số trái nó bị thối trái rồi bắt đầu nó lây lan ra. Thì đối với những trái nó đã chớm bị rồi thì nó sẽ không có hết, bà con chúng ta bắt buộc chúng ta phải cắt và chúng ta tiêu hủy ngay. Còn những cái trái nào mà chưa bị, chúng ta tăng cường bảo vệ, chúng ta khoanh lập vùng nó lại, chúng ta xử lý cho nó triệt để hơn, phun kỹ hơn. Và nhắc lại là phun thằng siêu giáp của Willofan sẽ không có bị dính cái xanh lên cái trái đâu, bà con chúng ta đừng có lo nhé. Vậy thì cái bộ đôi hoàn hảo để chúng ta diệt từ nấm Phytophthora bảo vệ ngăn ngừa thối đích thối trái ở sầu riêng, đó là thần sấm diệt tiến trùng và siêu giáp, bà con chúng ta có thể áp dụng và báo cho Hoàng Anh biết cái kết quả nha.